大家好，我是小赵。大家好，我是警察。我是有色人员。这里是105万3000越南盾，价值人民币3000块钱。昨天一位中国好大哥联系我，他说他要资助外婆的。他的留言是：孝敬老人本身是中华的传统美德。希望大家通过这个视频能够多多关注老人，宣传一下，敬爱老人。看一下这个300人民币哈，换成的越南盾在越南可以买到多少物资？跟着我的镜头，把爱传递下去。对待我中国多，啊，giúp đỡ cho mẹ của tôi thấy cảm ơn người Trung Quốc nhiều. Chia sẻ trong đó có nhiều hơn, phải xin.现在猪肉什么价格？称一下。1.2斤。有点。斤摸。某斤摸是吧 ？OK OK。你中国？中国脸炸的嘛，咋恶心？他看中国人很帅，但是看你怎么那么瘦。哦，今天这是丢中国人的脸了。多久时间了？俺都中了。都在讲。俺在。嗯嗯。怎么恶心啊？多久了？但是你发现一点呢，就是在我们越南，你别人比不上你了。嗯，就是胖一点我就很帅了。嗯。OK OK， 感恩，谢谢。嗯嗯。买一个这个吧。这一个多少钱？72元，包你整啊？包你整。可以啊。我准备叫他拿我这个，但是不行。你没我的吗？没事，你就用袋子装起来，我不要这个托盘嘛。你就要用袋子装起来就可以了，不打烂就可以了。这有30个。有30个。嗯，有就好了。有30个啊，兄弟们。看到中国出口了，这个是紫菜。这个也是中国的。这个是什么？嗯，这个韩菜是什么？我也不知道。好饺啊！反正我们越南都是中国的东西。哦，油呢？这油多少钱？哎，这个油，多少钱？怎么少？不包？怎么少？那么子强，你管账别管错了，账不会错吧？不错，怎么少的一点？这个米是17000，这边是19000，这一袋的话它是卖某张单是吧？嗯，那这个米可以啊，就这个吧。你来公给包来的，那个大啊，10公斤是一袋，18万是吧？白糖粑还没粑。cái nước mắm nhiêu cô? 18 ngàn. Cái nước mắm 18 ngàn. Cái này là 1 kg mà. Cái này đúng ký không cô? Ký. 1 ký. Ừ. 市场逛了一大圈了，很大这个市场，然后我们感觉买的东西也差不多了，现在还剩下49万，这49万就交到外婆的手里面嘛，给外婆自己安排吧。好。物资基本上我感觉差不多了，你们觉得还缺点什么？可以留言。là có một cái bạn Trung Quốc thấy Hoài là có hoàn cảnh khó khăn nên người ta giúp đỡ Hoài, là kêu tụi con đi mua mấy cái này đem về cho Hoài. Hoài bỏ trong nhà là Hoài muốn ăn, à Hoài lấy đâu Hoài nấy Hoài ăn nha. Là tụi con đi mua rồi á, nó còn dư lại như đây tìm nè, là bây giờ con đứa này cho Hoài, Hoài muốn ăn, Hoài mua cái gì á thì từ Hoài sắp xếp nha. Rồi Hoài vui không? Vui. Rồi, rất cảm ơn. Rồi giờ quậy qua đây quậy nói với lại cái người cảm ơn đó.
ngoại cũng cảm ơn, cũng nói ngoại cũng rất cảm ơn, rồi ngoại mà cũng giúp đỡ cho ngoại nhiều, ngoại cũng mừng rồi lắm, ngoại vui vẻ. Đây, con chặt. Nhiều hơn 外婆做事都麻利, bị nhì 麻利. Yếu mà mạnh đó ông ơi. Không khí sao vậy? Mình mà chặt đùng già nó chặt não. Đây, chặt cho. Để cho chặt. Tao để chặt đi. Nó ấy luôn kìa. Vậy nha. Phải không ấy? Không. Thôi không ấy. Không. Mấy ông ấy? Tôi chết tao muốn hơn thì chưa chết tao được hơn à. Vậy phải chứ, kiểu ổ miên rồi. Cho chị 4 con. Chị mấy con? 6 con. 6 con, mình làm sao mất hình con. Nóng đúng rồi, này con uống cho mát nha. Uống cho mát. Ừ. Nóng nực. Ta thiên sĩ hình rơi, cho này hơi binh sĩ. Ồ, binh sĩ rồi à? Sư ta. Cái này cũng quay bộ binh sĩ nào thế. Ừ. Ừ,好好好 好吃, 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 哈哈哈哈哈哈 quay bộ cho mấy con thấy anh nặng không, để con lên, để con lên, con lên, để ngay chỗ rửa cho con mà đi vô rửa bón tủ lạnh nè. Để một cái thùng gạo này ngoại ăn bao nhiêu ngày? 2 tháng. Còn thịt này ngoại ăn bao nhiêu ngày? Ăn này nhở, ăn này giờ cho này muộn thịt này 1 tháng, còn phú ình thịt ba bốn ngày đó, nếu không muốn ăn quay cái dầu này quay nấu bao nhiêu? Nấu này á không là cho 3 tháng đi, mới 3 tháng, 3 tháng là được á. Sao cười gì? Một năm chắc 3 tháng một giờ chắc bụi gì mà nghĩ sao chắc chế ra ngoài được á. Vậy đâu hả? Không biết đâu, không biết đâu gì có đi ra si sửa xưa là hải thì nam mà tao là cơ mì cắt đi, cắt đi rồi cắt đang bưng cho bưng được không? Được nghe anh Ly hay anh Đạt 20斤. 外婆做事真的很麻利, 这个年纪。 Bà ngoại, người Trung Quốc tốt hay không tốt? Tốt. Tốt. 外婆也不怎么会表达。 什么? 大家有好人有不好人。 Mà má chồng mày rồi ba chồng mày thấy được không? Hào rèn. Ni bà bà má má ta. Ờ, bà bà má má qua. Má chồng mày, ba chồng mày qua cho ông. Ừ. Tại giờ chào ni bà bà má má có lại chơi qua. Ừ. Trung Quốc đến hảo hảo. Người Trung Quốc tốt không? Tốt. Được. Người ta nói là nói chẳng người nào cũng vậy á. Những người tốt người xấu chứ đến nào tôi thấy bên này thấy được. Tôi thấy ba chồng tâm gây thấy được á, vui vẻ lắm. Ừ. Hai chồng vui lắm. À, ai đâu cho gì gặp chú đi. Nói chuyện chứ. 我刚才说叫外婆最后再感谢一下帮助她的那个朋友，然后外婆说那个人在哪里，你说直接对着视频说就可以了。cảm ơn đây con dịch lại cho. Nói rồi ngoại rất cảm ơn nhiều. Người Trung Quốc ngoại chúc vui vẻ, ngoại cũng mừng. Nè cho ngoại, ngoại cũng mừng như vậy, chúc cho người đó sức khỏe mạnh giỏi nha. 孝敬老人是我们中华的传统美德，大家多多关心老人，关注老人。外婆笑得还是很慈祥，你叫外婆笑一个看一下。 ngoại cười cái lên coi. 好，拜拜。拜拜。
ăn cho mập mập vô giờ nói ăn vô cho mập mập rồi cho nó ấy nó ốm quá. Này. Sĩ quan của bố. Có thích không? Thích. Ngoài thích con thấy. Bảo trọng thân thể, bảo trọng thân thể.